Thời tiết nắng nóng vẫn sẽ duy trì ở Long An và các tỉnh thành khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong 7 ngày sắp tới đấy ạ. À. Dự báo trời sẽ nắng khoảng chục tiếng mỗi ngày, nắng lên từ hơn 6 giờ sáng cho đến tận 5 giờ chiều. Quý vị có thể thấy nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ tăng trên 34 độ. Thậm chí trong 4 ngày sắp tới đây, tức là từ ngày 23 tháng 4 cho đến ngày 26 tháng 4, trời còn có nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ. Mưa trái mùa thì có khả năng sẽ xảy ra ở một vài nơi về chiều tối và rất nhanh. Thời tiết nắng nóng và thi thoảng có mưa trái mùa vào chiều tối sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, gây hại trên trà lúa hè thu, nhất là giai đoạn mạ non này. Vì thế mà để hạn chế sâu bệnh phát sinh, tăng diện gây hại, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần thăm đồng và kiểm tra ruộng thường xuyên. Khi thấy dấu hiệu chấm bệnh thì ngưng bón phân đạm, xử lý thuốc đặc trị kịp thời và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc để tăng hiệu quả phòng trị sau so bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. Còn các tỉnh thành khác ở khu vực đồng bằng sông cửu long cũng sẽ tiếp tục có nắng nhiều và nóng trong một tuần tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 36 độ. Đêm và sáng sớm không khí mới chuyển dịu mát, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống ở mức từ 24 đến 28 độ.